tập 177, mọi người tự giác like xe các kiểu, nếu được hãy quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000, tiếp phần trước. Trưởng công chúa liền hất bay mẹ của Mộng Chi và Vô Thiên Khánh Vãn, Câm Mồm, Tiện Nhân, hai người lập tức bị hạ gục. Từ Bắc vọng vui vẻ, công lực của điện hạ lại tiến nữa, điện hạ, ti chức sinh ra là người của nàng, chết cũng là của nàng, không thể vào ở rể cho người khác, mấy chuyện nhỏ này sao có thể lấy ra để làm phiền nàng được chứ? Bỗng chí cao tấn công trưởng công chúa, Từ Bắc vọng nhanh chóng nhận ra và đứng ra chắn cho cô, điện hạ cẩn thận. Trưởng công chúa tức giận ngươi dám làm hắn bị thương từ bắc vọng mỉm cười tuy chức còn có thể kiên trì được điện hạ không cần phải đau lòng năm đó thất quán vương thần tộc vẫn lạc nhật bất lạc các ngươi khó thoát khỏi liên quan hôm nay thủ mới thủ cũ tính luôn một lần lão tử họ từ bắc vọng cậu lấy u linh hoa ra trí cao có chút lo lắng tinh huyết thì ra lại là như vậy vô thiên khánh vãn lúc này lao đến từ bắc vọng minh thể mà lão nương nhìn chúng ai dám động vào từ bắc vọng mỉm cười minh thể của ta ngươi không lấy được đâu vô thiên khánh vãn bị hút hết tinh lực lập tức giả đi đám người của trí cao lập tức bao vây lấy trưởng công chúa và từ bắc vọng trưởng công chúa triệu hồi phượng hoàng từ bắc vọng liếc nhìn vô thiên khánh vãn trước tiên là đối phó với nhật bất Lạc quan trọng hơn cùng với u linh hoa của từ bắc vọng và phượng hoàng của trưởng công chúa đã khiến trí cao chấn thương không ít từ bắc vọng cảnh cáo bây giờ đi vẫn còn kịp nếu không sẽ không đi được nữa đâu mẹ của mộng chi và vô thiên khánh vãn lập tức rời đi trưởng công chúa thấy điều này liền tức giận sau khi trí cao rời đi trưởng công chúa một mực, mực bỏ đi từ bắc vọng vội đuổi theo bệ hạ chờ ti trước với đang chạy thì từ bắc vọng ngã xuống điện hạ ngươi giận rồi sao trưởng công chúa nhẹ nhàng vuốt ve cầm từ bắc vọng vết thương của ngươi cần phải điều dưỡng từ bắc vọng buồn bã chuyện nhỏ nhưng mà báo được đại thù tâm trạng của điện hạ lại không vui trưởng công chúa nghe vậy càng thêm bực tức tại sao ngươi lại thả vô thiên khánh vãn không phải là ngươi có ý định đen tối lẽ nào ngươi muốn đi vào ở rể sao ngươi chán bổn cung rồi sao từ bắc vọng lúng túng không phải chuyện gì vậy trời lúc này hoàng như thị lên tiếng hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa miêu miêu bị bắt đi rồi Mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này, nhớ quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000 đấy nhé. Trên màn hình là một số video hay ho khác. Yêu mọi người, donate càng yêu.